mời ổng với quý vị vô hình ở đó lại ăn. Yeah. Cái mời ổng lại cái ổng ăn. Ông ăn hù quá ngon. Ông quá ngon, hù ăn quá ngon. Bữa nay ăn được bữa dưa hấu này quá ngon. Cái thôi mình ngồi mình thuyết pháp với ổng, nói đạo với ổng, thuyết pháp biểu ông đi tu. Ông nói thôi được rồi, bây giờ tôi tu thì tôi không hứa, nhưng bây giờ tôi muốn đi tham quan cái cảnh chỗ cái tịnh cốc của quý vị, tôi muốn đi tham quan. Thì bây giờ quý vị cho mà ông chở tôi đi thế thôi. Vậy thì ông lên xe tôi, ông dẫn dắt tôi chạy, ông chở ông về tới cái cốc trên kia. Tới cái cốc trên kia rồi ông vô đó ông quan sát đi, rồi ông thích thì ở, ông thích thì ông cứ trở về trển. Ông đi thì mình mới chở ông tới qua khỏi chỗ cầu số 5. Thì mình nghỉ chân cái vô quán, cái mình kêu hai ly cà phê đá, mình ly ông ly để cái ghế ông cái ngồi uống. Mời ông uống, uống rồi cái lên xe chạy về, về cái vô tới cửa cái ông hô cho ông vô tham quan đi. Vô tham quan hồi giờ sao, chịu không? Chịu ở, hồi giờ ở rồi, chịu ở đây rồi. Chịu ở về được rồi, đi về được rồi. Cái bữa sau mình mới hỏi nói chuyện ổng mới nói thì bữa đó uống ly cà phê hồi nào giờ chưa biết uống ly cà phê, bữa đó là thầy đãi ly cà phê thiệt là ngon về được rồi. Ở đây ông ở đây đi rồi tôi ổng uống cà phê, ông nói cái tôi cho tôi cúng, tôi cho ông ly cà phê uống hoài phải không, gì tôi ở đây tôi như rồi. Cái anh Cảnh anh mới lấy anh đây thôi, bây giờ tính chọn cái ngày để mà nhà xuống tóc cho ông luôn đi, vì tóc ông dài lụp sụp quá. Cái không chịu, thôi cột lên thôi, thôi cổ thì cổ, cột lên, túm lên cho nó gọn, đừng để nó sùm, lùm sùm quá. Đó, cái dông đó, thôi cái dông đó gọi là hình như không thấy có dông nào tới tuổi đó. 148 mà tuổi thì có mấy cái dông 148, 50, 57 có, nhưng mà không có cái dông nào mà tới 213 tuổi, gọi là lớn nhất rồi. Ông cụ nó cũng lớn rồi, cái về đây cái ông hô, ông muốn cái chuyện ông cũng đang lo. Bây giờ ông ở đây tôi chịu tôi rồi chỗ đó, nhưng mà ông chịu, ông hồi đang lo cái chỗ trở anh không có ai coi đó, mấy đứa nít nhiều khi nó lọt chứ. Hồi đó ông ở đó ông kéo ông nít hoài, nít nó đi chơi lỏng đó. Ông vớt lên ha sư. Ông là dông linh, ông kéo lên giữ là không cho nó. Thì sư cho hỏi người bình thường mình có thấy được những dông linh đó không sư? Không thấy được, tức là mình có qua cái trung gian của một người, họ tức là họ có cái cảm nghiệp, tức là giữa âm với dương họ nhìn họ thấy nói chuyện nhau bình thường. Dạ. Yeah. Thành ra mới tiếp xúc với nói rành thì ha. Yeah. Thành ra đó ổng đi ở đây cái sau này anh Cảnh nhờ anh Cảnh nói với anh Cảnh không, bây giờ anh đi ngang á trên đường về đối tượng anh ghé chỗ đó anh kiếm người nào thế cho ổng, cho ông vui an tâm để ông ở đây ông tu cho để ông nhớ lo cho anh trách nhiệm trở lại. Thôi vậy anh Cảnh hồi để tôi đi có điều đi ngang tôi qua tôi chọn một vị cái dòng nào khác ở giữ cho ông yên tâm ở tu cho để đằng này ông ở đây tu mà ông cứ lo cái việc đó, mình mới giải cho ông biết là chuyện ông ở đó ông làm việc thiện tốt rồi đó, đó là việc thiện có phước rồi đó, nhưng mà không giải thoát. Yeah. Giải thoát sanh tử là phải ở đây tu niệm Phật thì mới giảng sanh, còn chuyện đó là chuyện làm phước thiện thì cũng tốt chứ không phải là gì, nhưng mà thôi cái nhiệm vụ để dần khác đi, bây giờ ông lo tu lên, ông niệm Phật rồi khuyên ông ở rồi thỉnh thoảng ở đây cái mình làm cái gì ăn cái đem lại cho ông ăn rồi cho cà phê rồi đem lại ông vui lắm. Dạ, như theo con coi trong kiểu như kinh giảng như trong kiểu như trong phim ở đây là thường thường là người chết sẽ đi xuống cõi âm phủ rồi kiểu như vua Diêm Vương sẽ phán xử sao mà cái dông linh đó lại được ở trên trần gian mà lại được trú ngụ tại nơi đó, tu tập tại nơi đó được sư Nam Mô Phật. Nó cũng tùy theo có cái vụ cái người thì cái tội, thí dụ cái tội mà nó ăn bài rồi đó. Dạ. Thì cái tội đó thì vừa và tắt thở thì có quỷ nó dắt đi xuống ha. Dạ. Còn nếu mà trong trường hợp tại sao người ta làm cái từng lễ mà bảy thất đó. Dạ. Là bởi vì nó có thể là có cái thể bảy thất đó là những người gọi là cái thể thân tu mắt. Nói này cái pháp bên bên mật tâm mới nói cái đó. Dạ. Tức là cái thể thân tu mắt. Lúc đó là năm thiện mà nửa ác nửa thiện, phần 5 năm. Chính vì vậy trong vòng 1 đến 7 tầng để giải quyết cái chuyện mà sanh về nơi đâu. Thì chính vì cái vụ nhanh thì một tuần thì họ sẽ sanh đi về một cõi, nhưng mà nếu mà họ chưa giải quyết thì tới lần cho tới bảy tầng như vậy thì cái thân trung ấm đó, cái thể đó thì trước nhất họ chưa quyết định đó. Yeah. Nên họ về thăm nhà, trước nhất là họ về thăm nhà nhiều, họ về thăm nhà nhưng mà họ vô nhà không được. Yeah. Họ chỉ ở mấy hiên, nhưng mà cái gọi là ở cái thể gọi là âm ti, cái tự âm ti gọi là cái cảnh với cái nhìn mình khác, cái nhìn của cái người đó khác. Cái nhìn cái cảnh nó tối tăm, tối không đưa bàn tay không thấy. Yeah. Nhưng mà sấm chớp rền trời với cái nghiệp của họ là gì vậy? Tức là sấm chớp rền trời cho hào quang chiếu chói mắt luôn.
Rồi các vị đó sợ lắm, rất là sợ, bị sấm sét rền trời điếc tai luôn. Bởi vì là đó, nó cái thể, tại cái thể họ cảm nhận gì đó mà nên gọi là âm ti. Nhưng mà về nhà họ ở trên mấy, nhưng cái thân họ nó nhẹ lắm, giống như tà lá, nhiều khi gió mạnh nó bay họ đi, họ tự chủ không được. Thành ra cũng khổ lắm, sợ lắm, sợ lắm. Nhưng mà rồi nếu mà họ biết niệm Phật thì họ niệm Phật cái nó định dừng lại liền. Họ niệm Phật một tiếng thì tự nhiên nó dừng lại, cái cảnh nó dừng lại, tức là sấm sét nó dừng lại. Nên tại vì họ không biết, nhưng mà có thể cái ở cái trạng thái đó có thể có người là họ quay qua niệm Phật họ cũng thể giảng sanh được như được. Nhưng mà một niệm họ niệm mà sân hận lên có thể đi địa ngục liền tại chỗ đó. Không chừng, nó không có nhất định được, tùy cái hoàn cảnh. Ví dụ họ về nhìn cha trong con cái gia đình dành của với nhau, chữ bới với nhau thì họ cái sân hận có lên, cái sân hận họ lên nổi lên về lúc đó thì giận mất khôn. Chính vì vậy họ mới đi đường xấu, đi được ba đường ác được. Nhưng mà cái về thấy con cái nó thuận thảo, nó cúng chay rồi nó không có nhậu nhẹt bài bác la lối âm sầm thì vui vẻ, quan hỷ vui vẻ thì nó định lại. Nên cũng tùy theo cái nhân, cái người có thân nhân chết thì trong bảy thất ra giữ cho ôn hòa, đừng có bài tiệc ra nhậu nhẹt rồi lôi thôi, rồi chia của dành tiền chữ bới nhau thì cái vong linh nó buồn lắm. Họ khổ, họ giận mất khôn. Nên trong từng thất đó thì ráng giữ cho nó đẹp, để tâm linh vui vẻ rồi mới định được. Rồi khi sấm chớp nhiều hào quang chiếu quá rồi, chính vì họ thường núp vô những cái hào quang râm mát tối, dịu đen, xanh, tím, nâu gì đó, những cái đó thì dịu đi ba đường ác. Nhưng mà nếu mà họ đi vào những hào quang sáng như hào quang ví dụ màu vàng thì về Phật, nhưng mà về ví dụ như màu trắng thì cũng về tiên. Màu xanh cũng về tiên, xanh la, xanh trời, da trời thì những cái màu sáng, còn những cái màu tối thì họ thường núp vô màu tối nhiều. Những cái vong linh họ núp vô cái màu sáng, cái thân trung ấm nó núp vô cái màu tối, vì màu tối bị sấm chớp quá, hào quang chiếu quá, họ sợ quá họ núp vô. Thường thường núp vô tối là lãnh đủ quê, vô những ba nghiệp ở đường ác không. Thì những người chết mà kiểu như tội nặng mới bị quỷ vô thường dắt xuống dưới ha. Cái nghiệp, ví dụ cái nghiệp người đó ăn bài, thí dụ cái tội đầy đủ rồi đó, đi luôn xuống dưới để diêm vương xử. Còn cái người mà họ đi lên thì họ cũng vẫn đi lên. Nghiệp nó ăn bài, trong trường hợp mà họ không ăn bài là tức là ở 5 năm đó, thì họ còn nắng ná lại thế gian tu tập được 7 tực. Vậy những cái người mà cõi âm đó đó, kiểu như họ muốn có hù hạn gì với người trần gian thì có họ có hại người ở trần gian được không sư? Hại không được. Hại không được, bởi vì người ta còn cái dương khí không làm được, nhưng mà muốn hại đợi người ta suy. Suy là hại được. Suy yếu rồi lúc đó là mới làm được, chứ còn nếu mà người ta còn cái dương khí mạnh vậy không có làm gì được. Bởi vì có những người bị thí dụ cái người dương giết cái người đó một cách oan ức, họ oán hận, họ muốn giết chết đó, nhưng mà họ làm gì cũng được. Nên cái quan trái đó là họ chờ tới cái đời nhiều đời, có thể tới cái tới cơ duyên nào thuận thì họ mới làm được thôi. Chứ còn mà họ giết người, giết thí dụ một người bị bắt giết quan, giết quan thiếu gì, giết quan rồi họ oán hận lắm chứ, nhưng mà đã làm được cái người giết đâu. Đó là tại vì người ta cái dương khí ta còn mạnh, không làm gì được, cái nghiệp của người ta còn. Nên chết thì tức thì chịu thôi. Thì báo quán thì chờ, bị báo quán thì có một ngày sẽ báo quán được. Tức là đời này không được đời khác, nhiều đời tới lúc thận duyên thì làm được, còn không thận thì cho làm được. Thì con cũng nghe trong kinh giảng nói là ngay rằm tháng 7 đó sư, là ở dưới cửa địa ngục là cho mở cửa ra cho trong binh là về thăm nhà, phải không sư? Thì đó là ngày ngày gọi là ân xá. Dạ kính thưa sư, như là cái như là trong cái vong linh ấy, những cái vong linh mà đã chết rồi không còn thân xác á, nhưng người ta chỉ niệm Phật được, ví dụ như là người ta giúp đỡ người này người kia, người ta tu cái đó cũng gọi là cái phước, nó giúp đỡ được không sư? Được chứ, họ tạo cái điều kiện, tức là họ cho người đó có hạnh. Ví dụ người đó đi đâu cái người đó đi theo họ hỗ trợ trị cho không có bị tai nạn. Họ giữ gìn cho không có bị, ví dụ có bị cái họ giữ xe không té thì là hỗ trợ đó. Cái đó giống như là hộ pháp vậy ha. Không phải là cái hộ pháp, hộ pháp mấy vị hộ pháp thần hộ pháp khác, còn mấy vị này cũng như theo trợ giúp cho mình không có bị tai nạn. Ví dụ lại đó ngang đó có chuyện gì quý vị cho biết làm sao cho mình ổng tới đó. Cái như phụ trợ, theo phụ trợ. Ví dụ cái xe mình bị dắt ngã, nhưng mà họ đỡ cho cái xe mình không có té, nhưng mà nhẹ chứ không có làm gì khác. Bây giờ họ không có cái thân.
nhưng mà họ trợ giúp vậy thì cũng tốt lắm rồi. À, thưa sư, cũng như là không biết con kể cái này nó có trùng hợp đi không? Thời lúc xưa con cũng chưa phát tâm tu đó, còn như đi nhậu nhạc hồi nãy kia đó, về nhà mới vừa nhắm mắt lại thấy cái mở mắt ra chiều khuya khuya thấy ngay cửa sổ nhìn ra thấy cái mặt bà nó đỏ, con mắt bà đỏ như tôm luộc, chứ bà nhìn con là không có nheo luôn, là bà như muốn ăn thịt vậy đó. Này cái thấy vậy mới như không biết nó có hại mình được không sư, nhưng mà con niệm Phật hồi cái nó tự nhiên nó biến mất. Thưa sư, nhà cái đó là thí dụ mình không niệm Phật người ta có hại mình được không? Thí dụ cũng không hại được. Và cái chuyện đó nó cũng có hai cái giả thuyết. Chắc nên chắc nó thù một mình. Giả thuyết là mà mấy cái loại vô hình đó mình gọi là ma đi, chỉ muốn chọc ghẹo, muốn nhát mình vậy thôi. Muốn nhát mình vậy thôi, hiện ra cái tướng để nhát mình vậy thôi, chứ không có làm gì, không có làm hại mình, mà muốn nhát hiện ra cái thân tướng xấu xa hay là hung dữ để cho mình sợ thì thôi, đó là nhát thôi, chứ họ cũng không làm gì mình được. Còn hai nữa là những cái hiện tượng đó cũng cái hiện tượng nhiều khi cái quan gia trái chủ họ muốn trả thù mình vậy, muốn làm vậy thôi, chứ trong đó nó mấy cái giả thuyết mình thì đó là thiệt, đó là cái nhiều khi cũng ảo tưởng. Nên không khẳng định được, nhưng mà nói vài ba giả thuyết vậy cho thí dụ vậy. Cái nói về cái âm á thì con hồi xưa cũng có ngủ nằm trên bao, gặp như là mấy người ta đi lính, người ta đi bắt người á là nhiều dữ lắm, thấy bắt người ta đông lắm. Thì cái có cái ông như trưởng nhóm đó nói là trong tôi đi bắt người mà trong đó có ông đó là chỉ nghe con. Và cái bắt đầu cái con thấy cũng đâu có sợ chết, nói chết chứ cũng bình thường, có gì đâu, mình lương tâm mình nó nghe thẳng là đâu có gì để sợ. Tự nhiên thấy nghe nó bắt thì cũng cừ, không có gì để sợ. Vậy cái có cái ông già ở trong nhà, ông đi ra ông nói bắt ai bắt chứ chú này cho tôi xin lợi, còn có công chuyện phải làm nữa. Thưa sư, như là một tháng sau đó là người ta chết một cái là bệnh sốt não, chết nhóc lúc trẻ trẻ, tuổi trẻ chết nhiều đó. Vậy là thưa sư, như là cái đó là những người đó là những người như thế nào thì đi bắt người đó? Có những sự việc nhiều khi người ta nói là âm binh đó. Đó là âm binh. Âm binh. Vì người âm binh tức là người lính họ chết. Họ đánh trận họ chết. Rồi họ đi họ mang cả súng ống đồ vũ đầy đủ. Đi một rất đông. Vũ khí vũ súng ống đồ đầy đủ. Cũng như có nhóm hồi đó mình đã mà khuyên giải để tu thì cái nhóm lính đó có bộ đội, có lính quốc gia đó. Nó dùng núi mà đồ thúc giục và phía bên núi Cô Tô nhiều lắm. Rồi giác súng ống rồi. Từ sau quý vị đó với có một nhóm xin về ở cái góc trên này tu, thì anh Cảnh anh nói thôi đi, nếu đi tu thì súng ống gửi đi, tôi bỏ giữ cho, đem theo chi đi đâu mang lòm thòm vậy đó. Thì mấy vị vậy, rồi có vị cũng hỏi, có vị cũng thắc mắc, có vị lính đó, bộ đội này nói tới Phật, tôi muốn tu nhưng mà có điều Phật tôi không thấy, Phật tôi không có tu, vì tôi không có thấy ông Phật, cho tôi thấy ông Phật tôi mới tin. Thì bữa đó mình đi ra, mình đi đứng nói với quý vị đó, mình nói theo cái thấy của quý vị, nói ông Phật ra thế nào quý vị mới tin, ông Phật ra hình tướng như sao, nam nữ ra già trẻ thế nào mà cái gì mới tin. Thì quý vị trả lời không được, mình nói quý vị muốn thấy ông Phật như thế nào, tôi nói cho quý vị biết là 32 tướng tốt 80 đẹp cũng phải là không phải là Phật nữa đâu. Bởi vì Ma Vương đó, Thiên Ma Vương nó cũng thế quá ra vị Đức Phật y như vậy cũng được. 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp như vậy cũng là quyển, không phải thật. Phật thì không có cái tướng. Bởi vì trong kinh Kim Cang mới nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Tức cái gì có tướng đó, không phải có Phật là hư vọng. Cái nào Phật phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng mà nhược kiến chư tướng phi tướng đó, tức kiến Như Lai, tức là muốn thấy Phật là thấy cái vô tướng vậy đó. Tại quý vị muốn thấy Phật làm sao được. Thật ra nói giải thích hiểu quý vị biết không, với mấy lần nha, về ngay cấp cũng hỏi câu hỏi đó thì sư mới giải thích thỏa đáng, không hỏi nữa. Lần về chỗ kinh 13 đó cũng một vị cũng lính nữa hỏi nữa, mình cũng giải thích rồi, sau này không hỏi nữa rồi, sau này không có thắc mắc nữa. Mình giải thích là bây giờ Phật thì không có cái tướng, nếu mà đã nói cái tướng thì không phải là Phật, vì Phật đó muốn đa tướng, tức là muốn độ chúng sinh nào thì hiện tướng đó, chứ không phải Phật phải tướng thế này thế kia, không có nhất định. Muốn độ người thì Phật phải có cái tướng người để nói chuyện,
độ tiên thì phải có thân tiên, mà độ súc sinh thì phải làm thân súc sinh để độ. Như vậy thì tướng Phật mà nói là tướng Phật thế này thế kia là sai. Bởi vì phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tư kiến Như Lai, tức là cái tướng Phật thì tướng nào cũng có, Phật muốn tướng nào có tướng đó. Nhưng mà nói tướng nào thì không ra, tôi không có tướng nào. Nhưng mà muốn tướng nào thì Phật độ cái tướng đó, độ chúng sinh đó thì có tướng đó. Thí dụ bây giờ độ súc sinh, độ đàn ông, ông giò vẽ đi, thì ngài cũng phải hiện cái thân ông giò vẽ Chúa để mà mới nói nó mới nghe. Độ súc sinh nào thì nói súc sinh đó, độ quỷ thì độ ngạ quỷ thì làm thân ngạ quỷ, độ địa ngục thì phải làm thân địa ngục, nanh gút đồ dữ dằn vậy mới được chứ. Dạ. Nó Đức Phật đó là thị hiện thôi chứ tướng đó là đó là quá hiện thân thôi chứ đâu phải là tướng thật. Rồi, bởi vì con thấy trong chùa có ông Tiêu gì, kiểu như là có nanh gì cái lẹ lử ra gì đó sư. Thì ông Tiêu là ổng là ngài ông Tiêu vị đó là một vị đại Bồ Tát. Dạ. Mà có thể nói quay lực lớn lắm, tức là quý vị hộ pháp mà. Yeah. Là thể hiện cái tánh nó để trừ yêu ha, trừ quỷ vậy thôi có gì. Nhưng mà yêu quỷ mình tại vì không hiểu thì mình thấy nghe nói yêu tinh thì mình sợ, mà bản chất của yêu tinh thì nó hung hăng, bởi vì không hiểu đạo. Chính vì không hiểu đạo cái oán hận của người ta với thành cái tăng tướng đó. Thí dụ người ta thí dụ nói cô kia cũng là loại là linh tinh đó. Cô đó hồi đó cô kể lại chết rồi sau này cổ thành tinh rồi cô ngồi nói chuyện, cô nói mình ngồi lúc lên nó tượng ngồi nói chuyện với cổ, thì lúc ngồi nói chuyện với cổ mà nói chuyện cổ rất là người có trí thức. Cổ chết năm 38 tuổi, lúc đó cổ bị một người miên hãm hiếp, cổ chống cự cuối cùng nó lấy cây tầm dân vật nhọn của nó đâm cổ chết, bỏ vô bao dục xong trâu trâu về tấp ở chỗ cái cồn Sóc Chát này. Cổ bị oán hận, cổ đó sao cổ thành vị tinh anh dài nữ mà. Tóc mà nhưng mà đặc biệt cổ tóc của tôi ra nó ra nó quấn vớn vậy đẹp chứ à. Lạ vậy. Trong linh đó khoảng bao nhiêu tuổi sư? Thì mà cái lúc chết là 38, nhưng mà tới khi mà cái lần sau này kết thúc và hôm đó bị trời đánh đó, thì là chết năm là 73 tuổi. Dạ. Cô đó ở ngoài cồn này nè, hôi cổ rồi đó chưa. Cô nói tức là chỗ đó là linh tinh ở đông lắm, nhiều lắm. Yeah. Thuyền ghe qua lại cũng bị nhận hoài. Cổ quán hận. Rồi sau này cái mới khuyên cổ được. Cổ về nối tượng rồi ngồi nói chuyện. Rồi cổ đi với một vị tinh tinh, tức là cổ vị kia lớn hơn nữa. Dạ. Yeah. Là chúa tinh đó. Dạ. Yeah. Cai quản tức là trên cái đệ tử của vị là tinh tinh linh tinh nam đó là 51 co dị quỷ. Yeah. Thì mới quy y tu rồi cái hai vị mới đại diện ra vị là linh tinh đàn ông đó đi với mà một cô nữ đó nữ linh tinh đó đi về xuống dưới này để mà xuống dưới cái chỗ kinh 13 để mà đi khuyên mấy vị ma mấy vị quỷ các chỗ tới đến để khuyên tu. Đi hai lần, cái lần thứ ba, cái lần thứ tư, ba lần, cái lần thứ tư thì cũng tội nghiệp tôi này mới làm mấy bữa, tức là ba bữa mà cầu nguyện liên tục, mấy vị vong linh cũng cầu nguyện tội nghiệp cổ bị sư này kể hình như giống là từ tựa giống con ma kể quá phải không? Nó y thật vậy á, tức là mình thấy nó y thật, nó thật y thật. Vì là cái này chưa biết thấy ma. Mà mà tôi kể bà ví dụ 100 lần tôi kể nó cũng là vậy hoài à, bởi vì nó là sự thật. Ma trên núi dài đi xuống á. Nó giống như là bởi vì mình kể đây nó là sự thật, nó là ngàn lần cũng không có ai đó. Còn người nói nó dối thì nó đến đó mà. Vậy mà sao bị vong linh nó bị đánh, sư sao đang tu tập mà bị đánh? Tội nghiệp gì? Tức là tu tốt rồi đó, nhưng mà đã đầu đó đã nhận hai lần đi trách nhiệm đi trở về cồn ở dưới Sóc Chát xuống dưới cồn để mà khuyến quá cho cái số mà vị quỷ khác thì về, tức là cái nhóm đi 51 vị này đi rồi á, thì có vị thư phụ của vị quỷ kia nữa về dắt đông lắm, rồi bi phái đi hai vị này có gì tới để mà khuyên giáo hóa mấy người kia quay đầu tu, thì một nhóm một lần đầu được sáu mấy vậy. Yeah. Mấy vị quỷ thật. Đợt sau nữa là cũng 70-80 nữa đi tu có công lắm á. Yeah. Đó đi có công, có cái khóa ăn nói với cái vị quỷ kia. Yeah. Hai vị mới đi, hai vị linh tinh kia đó, tức là đi rồi sau này bị bữa đó tôi bữa đám mưa đầu tiên này nè. Yeah. Đám mưa đầu tiên bữa là hổng mưa lớn đó, tôi chở đám mưa
khủng khiếp luôn. Ông dưới này nổ ít, cả nổ trên trời hết trơn, nổ là trong mình nó đông á, cái trại trong đông á. Cái đó nổ rền trời hết trơn. Thì lúc đó là hẹn đúng 12 giờ, 12 giờ anh cảnh tính 12 giờ là những vị mà nếu mà muốn đi tu thì đứng qua phía này đó. Còn vị nào mấy thì về, ăn xong về. Yeah. Ở đây cả đông lắm rồi. Thì đùng một cái là cái cô viên kia cổ báo trước, cổ báo không? Phải dẹp, mình dẹp trớp trước để mưa tới, mưa bắt đầu rền trời rồi. Yeah. Mình dẹp vừa xong rồi thì bắt đầu mưa tới rất lớn luôn. Thì lúc đó là anh Cảnh mình đi báo cho mấy cái dòng mà sợ ở lại chợ để anh đưa đi đó. Kiểu bây giờ giải tán đi hết đi, nhanh lên. Thì người ta đi hết. Thì cô đó, cổ bị vô trong cái trái là sao, là nhà bếp. Nhà trước mày tôi, mình ngủ hồi trước. Mười mấy người mình ngủ hồi trước. Thì trong cái chợ trái đó thì mấy vị quỷ vô đó ở. Thì vì cái duyên cổ thấy sấm chớp mà nổ trời, nổ chát xung quanh dễ sợ luôn. Tức là cổ biết cái thân phận cổ biết là cổ bị đánh. Nếu cổ ở trong này sợ ảnh hưởng đánh xuống đây á, chẳng những mấy vị quỷ ở đó bị giữ lại trong trại mình dính luôn. Yeah. Bị xe Honda mình đậu cả 4-5 chiếc đây, rồi 2 chiếc máy cài đậu sát trước nữa, thành ra sắt không à. Anh Cảnh nói sắt như vậy thì dễ điện này nó dễ dẫn lắm. Nên cổ chạy ra ngoài liền. Cổ vừa chạy đánh cái chát là cái sáng trời chỗ đó trời. Dạ. Chết liền, mất luôn. Dạ, vậy là đánh như là tiêu hồn, tiêu xác hả? Tiêu hồn luôn hả? Con ma đó là một tháng như vậy là về mấy lần. Hết đầu hai luôn hả? Bây giờ còn gì không? Con ma còn gì không? Tức là mấy cái vị khác thì bây giờ cổ không về được nữa rồi. Không đánh có về nữa hả? Hôm trước giờ không có về nữa hả? Không có về bữa rồi đó. Tức là bữa mưa rồi đó, trận mưa rồi đó, là cổ về bị đánh đó. Là vị linh tinh nữ, cổ là họ Võ Thị Hà, 73 tuổi, cổ nói rõ đó. Dạ, thì bị đánh như là kiểu như là bị tiêu hồn luôn hả? Tăng hồn mất hết trơn luôn, là anh Cảnh anh nhìn nó không còn thấy đây nữa. Dạ. Không thấy trong cái thế này nữa. Vậy là... Bây giờ ông Hiến Dĩ tôi muốn hỏi con ma này bây giờ hàng tháng này còn gì không? Ma nào, ma thì hình thường ha. Nhưng mà nếu mà cái dông đó không được thôi. Ma dông mà về cái người đó đó. Trước mình có gặp lại, đó, gặp cái gì người đó đó, bây giờ còn về nó không? Thì bây giờ bình thường thôi, cũng bình thường. Cũng về bình thường á, như tháng về mấy lần, bình thường á. Nghĩa là tụi tôi hứa sắp xếp đi là một tháng đi hai lần. Yeah. Bữa mấy nhớ không? Thường 14 rằm. Yeah. 14 rằm, rồi... 29-30 vậy đó. Yeah, nhưng mà 14 rằm cho tôi hay đến thăm ma chiếm là hơi khó khăn, đi bị khó khăn. Cái trong nhóm này thì nó quen rồi. Yeah. Quen không tụi tôi thì cũng có quen lần hai lần rồi. Biết quen rồi, khó. Quen rồi. Dạ, vị sư, sao con hỏi những người có âm á, mà mình cúng mấy cái đồ như đồ hiền hợp gì nè, người ta dùng được không, như cơm, cháo, này đồ ăn như đồ ăn trung gian của mình á, mình cúng người âm ăn được không? Người âm vẫn được ăn được thường, cho tôi này bây giờ cúng là mà đều thân thức rồi. Nhiều khi họ nói cúng cháo, tụi tôi bữa đó cúng cháo lần đầu tiên, cúng cháo với đường thốt lốt. À. Đường thốt lốt á, ăn bữa này quá trời ngon, ăn cháo ăn với đường quá ngon luôn. Vậy thì quý vị cứ tụi tôi mỗi lần có cúng cháo tụi tôi nấu loãng ra, tụi tôi đem đường này ra cho quý vị ăn không được ngon. Tụi này cần thêm thêm vô những món như là kho khô tẩu kho thiệt là khô, quý vị ăn khô cũng ngon quá. Rồi là bài đủ thứ đồ ăn cho quý vị ăn. Thì quý vị cũng nhường nhịn ăn, quý vị không bị đông, quá đông ăn quá mình chứ bà dọn không biết bà dọn nhiêu không. Tức là dọn một lần là 210 chén. Tức là 210 chén một đợt á, 210 chén mà tôi chia ra 3 đợt. Một đợt thí dụ 6 giờ bắt đầu là mình bày ra cúng. Rồi 2 giờ sau là 8 giờ á là mình bày một đợt thứ hai. Qua đợt thứ ba là 10 giờ cái bài thêm đợt, tức là 3 lần như vậy, tức là tới khoảng 700 chén cơm chén cháo đồ ăn thì vẫn y như vậy nhiều hoài. Thay đổi một lần là dẹp hết rồi làm lại. Yeah. 200 mấy dịp chén cháo đó với lại được ăn nhóc hết trơn vậy. Yeah. Mà vì số lượng nó lớn, mười mấy 20 ngàn cái dòng nên ăn không đủ, nhưng quý vị hỏi gì quý vị ăn sao đủ không. Yeah. Tôi nhường nhịn nhau ăn, thí dụ cái người nào ăn cái món gì ăn món đó thôi, nhường nhịn nhau ăn chứ đông quá ăn sức này sức mình làm không có đủ. Yeah. Mà cực tử luôn, làm là cực lắm, làm một là cái tức là tấm đệm bự đó mà trải ra 4 đệm, sắp xếp ra là 4 đệm, mà một đợt vậy là 4 đệm, mà 3 đợt vậy tới 12 giờ mới nghỉ. Thành ra làm mà quý vị ăn mấy hôm
thì quý vị cũng biết mấy đứa nhỏ thì cho ăn trước, mấy cây dông, mấy đứa nhỏ, mấy nít rồi đó, mấy đứa nó ăn trước rồi mấy người lớn ăn luôn, từ từ ăn cũng nhường dần nhỏ ăn chứ thôi quý vị là biết tu rồi, quý vị không biết tu sao được, quý vị không ăn nhường dần nhau ăn chứ đâu có đủ, vì số lượng là mấy chục ngàn dông linh mà bây giờ ăn có bao nhiêu đâu, chút chút thôi ăn có biết. Còn lần đầu mình không có kinh nghiệm, mình chỉ dọn ra khoảng 210 chén đó thôi, rồi cái đợt đó thôi, rồi người ta tới trễ, cái nhóm tới đi tới 12 giờ kia thôi, tới trễ nhiều khi không có khác quá, nhảy xuống kinh uống nước thôi, lên cái cổ tội nghiệp thôi. Thường thường nó là mấy giờ mới cúng? 6 giờ sắp xếp hết, 6 giờ bắt đầu bài cúng, đợt đầu tối đi ha. 6 giờ cúng, 8 giờ rồi 10 giờ ba đợt là xong. Mà cái đó hỏi ông năm rõ này là những cái dông linh đó là trên núi gì hay là ở dưới này? Ở các chỗ mời á, anh Cảnh anh nói là anh mời đó các chỗ mấy cái nghĩa địa ha. Con ma đó là tên anh Cảnh ha. Không, vị Cảnh là vị trời, vị thần cai quản cái núi tượng á. Cai quản đó ha. Còn con ma đó là riêng ha. Con ma đó. Giốc ma thì riêng. Dạ. Nhưng mà các dông thì đủ thứ hết trơn, binh sĩ bộ đội đủ thứ hết trơn, hết trơn không riêng giống nào. Cũng như là ngày đó là mời sinh nhật gì đó, mời giờ để thí thực. Yeah. Thành ra mới mời được hết, mình không mình giữa âm với dương nó liên kết nhau. Thành ra mời biết được chứ không đâu mời được. Mình biết đâu mời. Dạ. Yeah. Mà anh Cảnh thì anh đại diện cho mà tháng nào cũng mà cũng làm gì hết. Tháng nào cũng làm. Nhưng tháng mà thường thường bữa mấy thì đó 14 rằm 9/30. Yeah. Nhưng mà đợt này thì chắc lẽ tạm ngưng bị vụ lễ 30/4 rồi này. Yeah. Trùng trùng nữa. Thì sư cho hỏi miễn là đồ ăn mình cúng cho người âm mà mình dùng lại có sao không sư? Dùng bình thường. Dạ. Yeah. Không có gì hết. Nhưng mà thí dụ cháo thì mình ấy rồi mình ăn thì mình 30/4 này chúng là nhằm bữa mấy không anh? Không biết nhưng mà nó làm vô gần lễ. Vậy gần lễ gì là qua ha, qua tháng sau ha, vậy là chắc cỡ 30 rồi ha. Thật ra mình cháo rồi trời tôi nấu lần nấu 3 đợt á. Cái lượng cháo cỡ chừng khoảng 4 cái nồi ba lớn vậy. Dạ. 4 5 nồi luôn. Nên cái khó là khó là chỗ giải quyết cháo. Khi xong rồi đó, cháo rồi đó, sáng tối ăn rồi sáng ăn nữa. Ăn rồi còn nhiều phải bắt buộc, tức là mỗi một người phải có cái bò, hai bọc gì đó. Về nhà ráng ăn mấy ngày ráng ăn. Dạ. Chứ bây giờ bỏ đâu. Cái khó khăn là cái chỗ cháo còn lại đó. Mới khó, nhưng mà thí dụ như mình 10 người thì phải chia nhau cho hết cái số cháo đem về nhà nấu ăn, hâm lại ăn sao ăn, làm sao ăn mấy ngày ăn hết thôi, bởi vì khó là khó cái cháo đó. Nhưng thức ăn cũng vậy, thức ăn cũng chia ra ăn cho hết, vợ ăn hết chứ không phải bỏ đâu được, bỏ ráng để tủ lạnh ăn. Dạ. Có người có tủ để lạnh còn mấy gì đấy. Dạ, vì sư cho con hỏi em, miễn là đám giỗ á mình cúng chay hoặc cúng mặn thì có ảnh hưởng gì tới trong linh không sư? Như mình làm nhà mặn thì có ảnh hưởng gì tới trong linh không mình cúng á? Tại sở thích của cái dòng linh đó, thì dụ người ta thích ăn mặn thì ta ăn mặn, còn thích ăn chay cái người ta ăn chay, ta không ăn mặn thì ta chuyện. Yeah. Tại cái sở thích. Rồi mình cúng mặn gì mình có tội gì không sư? Tội chứ, bởi vì mình sát kiếp rồi, mình không có giết trực tiếp nhưng cũng gián tiếp rồi. Dạ. Yeah. Mua thì do mình mua người ta biết làm. Dạ. Thành ra nói đúng là cái mặn thì nó có dính vô rồi, gián tiếp rồi thì chắc cũng 50%. Dạ. Rồi cái người dông linh chắc ăn cũng có tội luôn ha sao? Có vô luôn. Có luôn, cộng. Dạ. cộng hết nên cái nhưng mà tội trước là của mình. Dạ. Tại vì mình cúng ta mới ăn rồi. Dạ, gián tắt gì đi. Dạ. Nói thì nói với quý vị vậy chứ thật sự nói thì quý vị cũng có tin. Thật sự cái bài nói này khó mà nói, tôi không nói được. Dạ. Không có nói được, khó mà nói, mà nói không ai tin. Yeah. Nhưng mà mình nói là nó thật lòng của mình. Yeah. Chứ không phải là mình đặt ra cái nói đâu, không ngu dại nói để đi địa ngục. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Mình biết chứ, nhưng mà cái chuyện đó thật nói để quý vị nghe chơi thôi. Mm-hmm. Chuyện không tin cũng không sao. Yeah. Vậy chứ, tin cũng được, không tin cũng không mà nhưng mà ai, tin đúng để làm gì. Cái chuyện ai không tin chứ tôi có tin rồi đó. À, không tin, tin rồi vậy, không có nhầm gì hết trơn. Ăn nhầm gì hết. Yeah. Nhưng mà cái chuyện đó là tại vì mình nói có đề tài, tại vì mình thấy biết gì mình nói vậy thôi. Thôi bây giờ thấy ông Năm cũng mệt rồi, ông Năm ơi, thôi bây giờ vậy là ông có lời cảm tạ gì, cảm tưởng gì đó ông Năm? Thì cũng không có gì cảm tưởng, thì bữa nay hôm nay nói thêm cái đề tài về vấn đề thế giới vô hình thì để cho quý vị nghe tham khảo cho để mà kinh nghiệm thôi, chứ còn thật sự thì cái chuyện nói là chuyện nói chính Bần Đạo nói ra là lời thật nha. Chuyện bà Bần Đạo đó là chứng kiến thường ngày trong công việc, nó nhiều việc nói có thể nhiều, nói có thể nói chừng nửa ngày chưa hết công chuyện, nhưng mà bây giờ đại khái nó vậy thôi. Yeah. Nhưng mà bị sự việc thì vậy, nó vậy nha. Yeah. Chứ còn cái chuyện cái tính sao. Yeah. Ăn nhầm gì cho bị gì, cái chuyện này là để mình tham khảo nhau thôi chứ đâu có gì đâu, mà không ảnh hưởng chuyện tu. Yeah. Nhưng mà mình thấy rằng vô hình họ tu đến mức độ gì. Yeah. Họ tu rất là giỏi.
Bởi vì cái trình độ họ tu, họ không có bị cái cảnh ngăn ngại. Họ ngồi suốt ngày, có những vị ngồi 24 tiếng bình thường. Họ ngồi luôn 24 tiếng, tức là ngày đêm họ ngồi luôn. Vô hình họ tu vậy á. Còn 5-7 tiếng là cho nó dở đó, dở là 5-7 tiếng là dở đó. Nhưng mà họ tiến lên. Họ ráng lên, tự tự lên 10 tiếng, 10 mấy tiếng là chuyện bình thường. Các dòng họ tu rất là giỏi, nếu mà họ chịu tu, họ tu giỏi lắm. Họ không phải như mình đâu, chần chừ. Họ không có chần chừ, nói là họ đi liền. Nói là họ đi liền. Nên họ tu cũng có những vị chứng đắc, những vị được Phật rước về Tây Phương bình thường. Dạ, sư cho con hỏi thêm câu này sư. Khi mà người ta hờ hờn ta ngủ á, hờ ta nó bị ma đè đó, mình mấy cứng đơ không động đậy được, đó là phải trường hợp ma đè không sư? Cái đó mình không biết, cái chuyện đó không biết do nhiều khi nằm cắn hay gì. Nó không chừng, cái đó là chuyện mình đâu thấy là. Dạ. Mình đâu có tiếp xúc chuyện đó, đâu biết. Dạ. Vậy thôi ha. Dạ. Cắt máy tôi. Kính chào quý vị.